Hi, xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cùng Nhau Kiếm Tiền. Mình mang đến cho các bạn một tin vui đây. Hiện tại thì anh em đang đào cái đồng Green Network đó không? Thì chúng ta sẽ có được cái thông tin từ chính cái dự án này họ cung cấp cho chúng ta ha. Thì sau khi mà được họp và thông qua thì cái giá lít sàn sẽ là 0.35 OTT cho một đồng Green Network ha. Và họ sẽ dự kiến lít vào khoảng tháng 3, tháng 4 của năm 2023. Bây giờ là khoảng tháng 11 ha, cuối tháng 11 rồi. Thì chúng ta còn khoảng tầm đâu 3 tháng nữa để khai thác được cái đồng Green Network này. Và cái giá công bố á, là để list ở trên sàn SET ha. Thì các bạn không biết sàn SET là sàn nào thì mình cũng sẽ bật cái bên đây cho các bạn xem ha. Thì cái sàn SET là những cái sàn mà trao đổi tiền điện tử như thế này nè, sàn Binance, CoinGecko, Gate, OKX, KuCoin đó. Đây là gọi chung đó là những cái sàn SET ha. Và sàn DEX là sàn gì? Sàn DEX á, là sàn giao dịch phi tập trung. Thì chúng ta sẽ có những cái sàn DEX như sau ha. Các bạn nhớ rằng sàn SET là sàn là giao dịch tiền mã hóa tập trung, còn sàn DEX là sàn giao dịch tiền mã hóa phi tập trung mà chúng ta có thể giao dịch ở trên ví ha. Thì đây là sàn DEX nè, là Uniswap nè, Dodo rồi Curve nè, PancakeSwap nè. Đó, đây là những cái sàn mà phi tập trung thì chúng ta có thể giao dịch trực tiếp ở trên ví. Còn với sàn mà giao dịch tiền mã hóa thì các bạn cần phải đăng ký tài khoản ha, cần phải có số điện thoại nè, Gmail nè, rồi xác thực tài khoản bằng chứng minh nhân dân gì đó, vân vân và mây mây, thì chúng ta mới có thể giao dịch được ở trên đây ha. Và hiện tại thì khi mà một cái đồng coin nào đó được list ở trên sàn giao dịch tiền mã hóa gọi là sàn SET á, thì nó có cái giá trị nó sẽ cao hơn so với khi mà cái dự án nó chỉ list ở trên những cái sàn giao dịch phi tập trung thôi. Cái này là bằng chứng rõ ràng 100% luôn ha. Như vậy thì chúng ta còn khoảng tầm 3 tháng đến 4 tháng nữa thôi để khai thác cái đồng này ha. Và với cái đồng Gleam Network này á, thì một ngày chúng ta chỉ khai thác được khoảng tầm là từ 4 đồng thôi ha. Nếu mà bạn nào mà có chia sẻ cho bạn bè của mình á, thì có thể khai thác được nhiều hơn. Còn nếu mà bạn tự chơi một mình á, một ngày thì chúng ta có thể khai thác được là 4 đồng ha. 4 đồng thì tính ra cho cái giá này là 0.35 á, thì được là 1.4 đô ha. Một ngày nếu mà tự chơi một mình á, thì bạn sẽ đào được là 1.4 đô. Đó là giá lít sàn á, là gọi là giá gốc á. Còn lên sàn nó bơm bao nhiêu nữa thì mình chưa biết. Nhưng mà cái giá niêm yết ở trên sàn gọi là giá niêm yết lúc mà khởi điểm á, là 0.35 đô ha. Như vậy thì chúng ta sẽ có được là khoảng tầm hơn 1 đô một ngày khi mà chúng ta tự đào một mình ha. Và trên cái dự án Gleam Network này thì chúng ta sẽ có một cái app. Các bạn nếu mà muốn chơi cái ứng dụng này thì các bạn bấm dưới phần mô tả video để tải cái app này về ha. Thì app này thì nó sẽ giống như kiểu là một cái sàn giao dịch vậy đó. Thì cái đồng Gleam Network này chúng ta cũng có thể coi nó là một cái đồng token của sàn ấy. Thì token của sàn lúc nào nó cũng ngon hết ha, nên nó cho chúng ta khai thác miễn phí cái đồng này, nó cũng sẽ có giới hạn thôi. Và trên đây bạn có thể nhìn thấy không, nó có ví nè ha, rồi nó có cái sàn swap nè, rồi cho chúng ta ký gửi và có những cái chương trình airdrop. Như vậy thì chúng ta có thể hy vọng vào trong cái kèo này ha. Kèo này thì cũng khá là tươi sáng khi mà cái số lượng khai thác của cái đồng Gleam Network nó cũng có giới hạn thôi, không có thể khai thác được nhiều ha. Và khi mà các bạn bấm vào trong cái phần đường link mô tả video này đấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy nó có một cái phần thông tin ha và cái code nè. Các bạn nhớ sao chép cái code này để chút xíu nữa chúng ta sẽ đăng ký tài khoản ha. Rồi trong cái phần này thì nó sẽ xuất hiện cho các bạn một cái phần đó là download cái app này về ha. Và các bạn nhấn vào trong cái phần download đó thì nó sẽ dẫn đến cái kho ứng dụng của Google Play. Và tại đây thì các bạn sẽ tải về cái ứng dụng này ha. Rồi các bạn nhớ ha, các bạn tải xong á thì chúng ta nhớ là quay trở lại cái trang này nè. Và các bạn copy ha, mình sao chép cái code này ha. Và bây giờ thì mình sẽ mở cái app của Gleam Network này lên. Và khi bạn mở lên thì bạn sẽ chọn vào trong cái phần là tạo tài khoản ha. Và mình nhấn vào cho phép nó luôn. Ở đây thì bạn sẽ chọn cái username của cái tài khoản của các bạn. Ở trên đó là cái phần username ha, thì chúng ta viết viết liền và không có dấu ha. Phần này thì nó là cái địa chỉ Gmail ha. Sau đó thì chúng ta sẽ nhập mật khẩu ha. Rồi đến cái dòng này là cái dòng để cho các bạn điền cái code này ha. Nếu mà các bạn quên đó thì chúng ta mở lại trên cái trình duyệt web lúc nãy mà các bạn đã vào ấy. Thì mình quên thì mình copy lại ha. Mình sẽ copy cái mã mời này. Và mình quay trở lại bên cái app mình đang đăng ký nè. Và mình sẽ dán nó vào trong đây nha. Rồi các bạn thấy nếu mà copy nó dài vậy ha, các bạn xóa đi cái dòng phía trước này ha. Là để từ cái chữ là U3 thôi ha. Mình xóa đi ha. Nếu mà dài vậy thì sẽ không đăng ký được. Rồi như vậy thì bạn thấy là mình đã nhập phần username nè. Địa chỉ email này ha. Mật khẩu và cái mã giới thiệu. Rồi mình tạo tài khoản thôi. Bây giờ thì nó sẽ yêu cầu mình xác thực cái địa chỉ Gmail á. Mình bấm vào cái chỗ là verify này ha. Và bây giờ thì các bạn sẽ vào trong mail á, chúng ta sẽ lấy cái code và chúng ta điền vào trong đây nha. Các bạn lưu ý là với cái này á thì nó sẽ gửi vào trong cái thư rác á, nếu mà các bạn tìm ở trong cái phần thư chính mà không có nha thì các bạn sẽ vào trong phần thư rác cho mình nha. Và ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy nó có cái thông tin và nó sẽ có cái code.
Và ở đây thì mình bấm vào báo cáo không phải là spam, để sau này khi mà nó có gửi gì đó thì nó sẽ không có xuất hiện ở trong đây ha. Và bây giờ chúng ta muốn kiểm tra nó nằm đâu thì các bạn chọn vào trong tất cả các thư nè, thì các bạn nhìn thấy ở đây ha. Và bây giờ chúng ta bắt đầu là copy cái code nè. Thì đây cái dòng code của mình nó là như thế này, các bạn xem kỹ cái code của bạn là gì ha. Và chúng ta sao chép nè, rồi quay trở qua bên đây mình sẽ dán lại trên cái phần yêu cầu xác thực ra, và mình sẽ nhấn vào là Verify Account là mình sẽ xác nhận cái tài khoản của mình, rồi nhấn vào là login ha. Login thì đây các bạn sẽ điền lại cái địa chỉ email và mật khẩu là chúng ta sẽ đăng nhập được vào trong tài khoản. Rồi bây giờ thì các bạn bấm vào login ha. Mình nhập mail và mật khẩu, như vậy là mình đã vào được bên trong cái phần tài khoản. Và bạn nhìn thấy không, đây là cái phần giao diện của một cái sàn giao dịch ha. Ở đây thì các bạn có thể là mua bán trao đổi những cái loại tiền tệ đồng kỹ thuật số khác, và nó cập nhật giá thì nó cũng giống như cái sàn khác thôi. Nhưng mà tại vì cái này nó cũng khá là mới và nó phát triển thêm một cái sàn giao dịch ha, nên mình nghĩ là nếu mà trong tương lai thì chúng ta khai thác cái đồng Gleam này đấy thì nó cũng sẽ rất là ổn ha. Tại vì nó cho các bạn khai thác miễn phí và với số lượng cũng không có nhiều nữa. Tại vì một ngày mình thấy là bây giờ nó cũng rất là ít ha. Bây giờ thì mình sẽ tìm vào trong cái chỗ khai thác nè. Bạn sẽ chọn vào trong phần Europe thử nha, để xem coi là mình có nhận được cái gì không. Mình chưa có nhận cái gì hết ha. Bây giờ thì để bằng 0. Rồi các bạn thấy bằng 0 đúng không? Thì các bạn nhấn vào trong cái chỗ là Claim More này ha, để cho nó khai thác. Thì các bạn thấy không, khai thác thì cứ là 12 tiếng thì các bạn sẽ khai thác được là 2 đồng Gleam ha. Vậy thì khá là ít đúng không? Và ở đây thì bạn thấy nó còn thêm cái phần đó là bạn có thể là nhận được cái đồng Gleam này sau 5 giờ đồng hồ đó. Đồng hồ đang đếm ngược nè. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể là xem quảng cáo ha. Xem quảng cáo thì các bạn sẽ chọn xuống dưới phần là Watch Video này, để các bạn sẽ xem quảng cáo. Thì đây nó sẽ có là 3 cái máy chủ cho bạn xem. Mình thử cái máy số 1 xem. Rồi mình mới vừa xem xong một cái quảng cáo và nó nói là mình 4 tiếng nữa thì mình mới có thể là nhận cái phần thưởng này. Bấm vào tắt đi ha. Ở trên đây thì cái phần này nó cũng hiện ra cho mình ha, mình được là 2 đồng Gleam Network. Và chúng ta xem có thể xem được quảng cáo không? Như vậy thì không được ha. Khoảng tầm 4 tiếng nữa thì nó mới cho mình xem quảng cáo tiếp. Nãy mình xem mới có 1 cái thôi. Bây giờ thì chúng ta quay trở lại bên cái ví ha. Chúng ta chọn vào trong cái phần là Wallet nè, và mình sẽ kiểm tra xem là các bạn đã nhận được bao nhiêu đồng Gleam Network này. Ok, như vậy là mình nhận được 2 đồng ha. Và bạn thấy là trong cái phần ghi cái giá trị của mình thực tế là đang là 2 đồng ha. Và cái số lượng này thì chúng ta chưa có được dùng ha. Nói chung là cái đồng này nó chưa có được list ở trên sàn nào hết, chưa có được niêm yết. Nên bây giờ nó cho các bạn khai thác miễn phí. Và đây có thể gọi là coi sàn ấy. Rồi cứ như vậy khoảng tầm là 12 tiếng thì nó sẽ cho bạn khai thác được 2 đồng ha. Và sau đó thì chúng ta có thể bấm vào claim để nhận về. Cái này thì mình còn khoảng 5 tiếng nữa thì mình mới nhận được nữa ha. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể xem quảng cáo hàng ngày để nhận được thêm cái đồng này. Đó là các bạn có thể bấm vào trong phần là watch video chỗ này ha. Ok, như vậy là mình mới vừa cập nhật cái thông tin cho anh em á. Hiện tại thì anh em chưa đào á thì tải về ha. Rồi, như vậy thôi nhé. Mình sẽ xin tạm những cái video này ở đây. Nếu mà có những cái thông tin nào nóng hổi nữa thì mình sẽ cập nhật thêm cho các bạn nha.